xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án Green Network nha các bạn thì hiện tại có hai cái dự án Green uh, dự án Green Network nó khác với dự án Green Chain nha thì cả hai dự án thì uh, hàng ngày chúng ta cũng vào điểm danh nha các bạn nhưng mà uh, video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án Green Network uh, rồi và đây là cái thông báo mới nhất trên trang twitter của dự án nha các bạn uh, về cái việc mà bán trước cũng như là cái việc mà ngừng khai thác nha các bạn rồi thì đây là thông báo về cái việc bán trước nè. Đó là đợt bán trước sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 2024 nha bạn. Đừng bỏ lỡ uh, GRC token nè. Ở mức giá đó là 0.002 USD nha. Và sẽ nhận được uh, nhân 1.000 sau khi mà niêm yết nha các bạn. Đấy, nó uh, bán trước với cái giá 0.002 đô nha. Đây là cái giá mình nghĩ là cũng khá là ổn đó các bạn. Khi mà nó, nó lên sàn thì chắc chắn nó sẽ hơn với cái giá này rồi. Rồi và hiện tại khi mà các bạn vào cái app khai thác của nó thì nó có ghi nè các bạn nè Đó là cái việc airdrop uh, nè sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 nha Tức là cái việc mà chúng ta điểm danh hàng ngày chúng ta khai thác đó Sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 Và nó sẽ cho chúng ta withdraw nè Tức là nó cho chúng ta rút cái đồng uh, cái đồng coi mà chúng ta khai thác được đó Cái đồng uh, GRC nè uh, Sẽ diễn ra vào uh, bắt đầu là ngày 1 tháng 6 nha các bạn Đấy hiện tại các bạn vào các bạn sẽ thấy cái thông báo như thế này thì thằng này cũng khá đơn giản các bạn cứ mỗi một ngày các bạn vào đây các bạn bấm vào cái ô này để mà các bạn điểm danh nha còn những cái ngày mà nó có cái hình hộp quà nè là những cái ngày này các bạn sẽ nhận được đó là nhiều cái đồng coi của chúng ta hơn nha các bạn thì dự án này hiện tại nó vẫn chưa cho chúng ta kc nha các bạn bấm vào menu trong cái phần kc nè khi mà các bạn bấm vào thì nó À, chưa cho chúng ta KYC nha các bạn. Nhưng mà à, khi mà nó cho chúng ta rút á à, rút về à, ví dụ với MetaMask chẳng hạn thì không biết là nó có cho chúng ta xe không nha. Thì cái này à, mình chưa có thông tin nha các bạn. Chúng ta phải chờ thêm thông tin nha. Thì hiện tại bạn nào chưa đăng ký thì à, à, nó cũng gần kết thúc rồi các bạn. Chắc là các bạn đăng ký không kịp đâu các bạn. Và bây giờ chúng ta chỉ việc chờ thôi, chờ đến ngày 1 tháng 6 chúng ta sẽ rút nha Và khi nào mà à, nó cho chúng ta rút á, thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn rút nha Cũng như là khi nào mà nó lên sàn á, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn bán nha các bạn Rồi và bây giờ mình sẽ cập nhật một chút về cái thông tin về dự án Onchain nha Rồi và đây là cái thông tin mới nhất của dự án Onchain nè à. Đó là Onchain hiện tại đã huy động được 1 triệu USD bởi các nhà đầu tư và những người đóng góp sớm nè Đấy thì đây là một cái tín hiệu vui nha các bạn và hiện tại dự án Onchain này nó cũng đang chuẩn bị bán trước nha các bạn và nó sẽ kết thúc khai thác đó là uh, có thể là hết tháng năm này là nó sẽ ngừng khai thác đó các bạn và bắt đầu vào tháng 6 nó sẽ cho chúng ta rút nha các bạn rồi và có thông tin gì mình sẽ cập nhật thông tin các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau